Thưa quý vị, hướng đến kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam, với mục đích giới thiệu giá trị lịch sử của những ngôi chùa gắn với sự nghiệp dựng nước, giữ nước, hộ quốc an dân, đồng thời tôn vinh, gìn giữ các di sản văn hóa Phật giáo. Ban Thông tin Truyền thông Trung ương Giáo hội, Viện Nghiên cứu Di sản Văn hóa và Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC đã phối hợp sản xuất loạt phim phóng sự tài liệu Phật giáo Thiền môn, Linh thiêng Sử Việt. Chợ hồn dân tộc phát triển. Phim là hành trình đi qua những miền đất linh thiêng và cổ kính lâu đời của Việt Nam. Một tập hợp tinh tế những ngôi chùa và nơi sinh hoạt tâm linh của đất nước, được người Việt tôn kính, là những nơi gắn liền với các sự kiện lịch sử hình thành và phát triển của Phật giáo Việt Nam, gắn với các vị thiền sư, pháp sư, quốc sư, Phật tử đứng ra hộ trì đất nước. Công trình dự kiến giới thiệu trên 100 ngôi chùa tiêu biểu, cấu trúc thành 8 phần với hơn 100 tập, khởi đầu từ Phật giáo du nhập trong thời đại Hùng Vương dựng nước cho tới Phật giáo thời hiện đại. Số đầu tiên của loạt phim được phát sóng vào ngày 30 tháng 5 năm 2021 trên kênh VTC1, Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC, tức ngày 19 tháng 4 âm lịch, Phật lịch 2565, vào lúc 21 giờ Chủ nhật hàng tuần, tần suất 2 tuần một số, thời lượng 10 phút một chương trình. Mời quý vị đón xem.